Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ like, đăng ký để cập nhật những clip tiếp theo từ mình nhé. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho các bạn tham gia một chương trình góp nhận MFT, NFT các bạn, để có thể đi farm token CBC Network các bạn. Thì để đăng ký được thì các bạn cần join vào kênh này group của nó được bạn. Các bạn join vào các bạn. Rồi các bạn chat là một câu đi. Rồi các bạn bắt đắp lên. Tiếp tục các bạn nhấp vào cái link này nha tất cả các bạn. Sau khi bạn nhấp vào cái link này thì nó sẽ hiện ra một cái giao diện như thế này nè các bạn. Thì các bạn đăng ký nha các bạn. Dòng đầu tiên các bạn điền full name, họ và tên của mình. Rồi tiếp tục các bạn điền địa chỉ email của tất cả các bạn vào các bạn. Tiếp tục các bạn join sao group thì các bạn điền là username Telegram của tất cả các bạn nè. Cộng anh 3 số 1, 3 số 2. Tiếp tục các bạn gửi địa chỉ với bên B sao mà trên bet20 mình nè. Phải các bạn đây mình coi username mình các bạn. Đúng rồi. Rồi các bạn gửi địa chỉ bên bi sao mà trên bet20 mình nè. Sao chép thị trường sụp chỉ khó chịu thiệt à. Rồi bạn dán vào đây nha tất cả các bạn. Rồi các bạn bấm vào claim phi NFT. Su send email. Nó sẽ gửi về cho các bạn một cái email để complete mail các bạn. Sau này tôi cần này nó sẽ về mình sẽ hướng dẫn các bạn đi farm top cần ở CFC các bạn. Rồi complete mail NFT nè. Rồi bạn chỉ bấm vào complete mail thôi các bạn. Rồi sau khi vào complete mail thì các bạn làm nhiệm vụ này thêm để kiếm NFT thêm. Thì các bạn chỉ copy link ghép này mà chia sẻ trong bè và người thân để kiếm theo tôi cần các bạn. Đây thì các bạn follow Facebook nè. Rồi các bạn đăng nha các bạn. Rồi các bạn đã cộng 10. Rồi tiếp tục Twitter nữa. Rồi các bạn bấm đăng test nha các bạn. Rồi bạn bắt up lên nè. Sự kỹ tớ. Rồi cái này các bạn bỏ cũng được nữa các bạn muốn làm thì làm, muốn không thì không nha các bạn. Dùng này nạp tê để farm ra cũng tốt cần CPC nạp tê nè. Ok vậy video mình đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.